chấp nhận lấy chồng nhà xấu, mong đào được mỏ vàng. Người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này. Marcel Amphau, một ông lão sống tại vùng núi Eo, có ngoại hình xấu hơn cả xấu. Khuôn mặt ông với chiếc mũi to xù, hàm răng sọc sệt, rụng gần hết và dường như ông chẳng bao giờ tắm rửa. Dù là một ông lão rất tốt bụng, cả làng đều quý mến, nhưng chẳng một người phụ nữ nào muốn lấy ông làm chồng. Ấy vậy mà vẫn có một người phụ nữ có tóc vàng xinh đẹp quyến rũ, chấp nhận mò đến nơi hẻo lánh quê mùa để làm vợ một ông lão xấu xí lớn hơn mình hơn 2 thập kỷ. Lý do là vì ông Marcel sở hữu khối gia tài cả hàng triệu đô. Là một người nông dân cần cù chịu khó, có hàng chục mẫu đất và nhà cửa cho thuê, nhưng ông Marcel lại sống chẳng khác gì các ẩn sĩ trong những túp lều nhỏ, không có nước cũng chẳng có điện. Dân làng miêu tả Marcel là một ông già duy nhất quái dị, nhưng là một người chủ thuê rất thân thiện, đáng mến và tốt bụng. Các mảnh đất mà ông sở hữu theo thời gian và sự phát triển của du lịch đã trở thành những khu đất vàng với giá trị khổng lồ. Nàng thợ mỏ Sandrin Devillain gặp gỡ ông lão Marcel khi cô cố gắng thương lượng mua lại khu vực đất mà ông đang sở hữu, nằm cạnh khu nghỉ mát độc nhất Sandy Chamber tại dãy núi Eo. Cuộc mua bán không thành công, nhưng cuối cùng Sandy và Marcel bắt đầu nảy sinh tình cảm, hẹn hò rồi kết hôn chớp nhoáng vào tháng 9 năm 2011. Tất cả người dân làng khi thấy Sandy đeo bám Marcel như Sam đều ra sức khuyên nhủ. Họ tin rằng người phụ nữ này chỉ lăm lê khó tài sản chứ chẳng yêu thương gì ông lão cả. Trước lời xì xầm bàn tán của mọi người, Sandy luôn tự tin thể hiện và khẳng định tình yêu dành cho ông chồng già. Cô không ngần ngại lên sóng truyền hình thừa nhận tình yêu với chồng. Cô còn dựng hẳn một video ca ngợi tình yêu nồng nàn với chồng như tiếng gọi của mặt trời. Điều này càng khiến cho dân chúng cảm thấy ghét Sandy hơn. Bởi thực tế sau khi cưới, quý cô này vẫn sống sung sướng ở quê nhà Paris chứ không hề sống cùng chồng. Khi bị chất vấn về chuyện này, Sandy nói: "Tôi sẽ cố về thăm anh ấy thường xuyên nhất có thể để làm anh ấy vui vẻ, để được nhìn thấy anh ấy cười." Chỉ một năm sau ngày cưới, ông lão tốt bụng bỗng qua đời trong một vụ tai nạn đau thương khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Trong vụ tai nạn ấy, chiếc xe hơi chở ông Marcel lao xuống khu núi trong một buổi tối đầy sương mù mịt. Tuy nhiên, có hai người sống sót là tài xế và người đi cùng xe đều là bạn của Sandy. Người tài xế này cuối cùng bị kết án giết người. Tất cả dân làng của Marcel đều tin rằng ông là nạn nhân của một âm mưu chiếm đoạt gia tài của Sandy đã gây dựng bấy lâu nay. Họ hết sức căm phẫn nhưng không thể có chứng cứ gì để buộc tội người phụ nữ kia. Ngay trong đám tang của ông Marcel, Sandy chưa kịp hết đau buồn đã lộ rõ bản chất của mình. Cô ta hôn hoang với dân làng rằng tất cả sẽ bị đuổi đi hết vì cô sẽ thừa hưởng hết đất đai từ chồng quá cố. Những tưởng cái ngày nắm trong tay toàn bộ khối tài sản của chồng sắp đến gần, không ngờ rằng Sandy cuối cùng lại ăn quả đắng khi một bức di chúc viết tay của ông Marcel được tìm thấy. Trong đó, ông ghi lại rằng sau khi qua đời, tất cả nhà cửa đang cho thuê sẽ tặng luôn cho người thuê. Ngoài ra, những tài sản khác ông để lại cho một cô em họ xa. Sandy không được thừa hưởng bất cứ một xu nào. Cô vợ trẻ tức giận và không cam tâm trước sự thật này và đâm đơn kiện, cho rằng bản di chúc là giả mạo. Cuối năm 2016, sau một thời gian đấu tranh, Sandy đành phải ngậm ngùi khi cảnh sát thông báo bãi bỏ đơn khiếu nại của cô. Vì bức di chúc là thật do chính tay của ông Marcel viết nên, ông lão Marcel có vẻ như quá cao tay và sáng suốt trước những chiêu trò của cô vợ trẻ và để lại một bài học thích đáng cho người phụ nữ muốn đào mỏ gia tài của mình. Thông tin của kênh chúng tôi cung cấp cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.